cho tốt, tí khéo tay. Phải xì chum nhiều gỗ đằng sau cậu một chút nữa, tí quạo ơi. Mình ghét tí cần. Trời ơi, cậu đang xì chum cái gì đó, dừng tay lại. Hả? Chờ mình leo lên cái đã. Mình nghĩ là cậu đã xì chum ngược bên khi đang ngồi cưa cái cành gỗ này. Ôi anh bạn xì chum thân mến của mình, suy nghĩ kỹ trước khi cậu xì chum. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cái cành này rơi xuống? Bây giờ cậu cần phải đổi chỗ đi, hiểu chưa? Vậy ngồi bên này có đúng chưa? Đúng rồi. Bây giờ thì cậu có thể tiếp tục cưa cái cành này đi. Chúc cậu may mắn. Và mình sẽ đi xì chum tiếp đây. Mình cưa tiếp nha, tí cận. Được rồi, mình hy vọng cậu sẽ làm việc thật tốt. Mọi người nhanh tay lên, xì chum những khúc cây này thật tốt đi. Phải nhớ làm cho thật chắc đó. Và hãy nhớ rằng phải xì chum cây cầu cho đúng thời gian đó nha. Nè tí lùi, cậu thật là hư đốn. Đang ở trong giờ làm việc mà như vậy hả? Mình sẽ mét với tí vua, và ngày ấy sẽ không thích chuyện này một chút nào đâu. Ôi tí vua ơi, ngài đang ở đâu khi con cần tới ông? Và thêm một nhúm rễ cây độc để làm chất xúc tác. Yeah! Giờ hãy xem phân bón mới tác động như thế nào. Coi nào, quả cúc lười biếng. À, nó đang lớn lên. Tốt lắm, thành công rồi. Ta đã có năng lượng của hoa. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Chắc là mình đã làm sai chỗ nào. Đúng rồi, vừa rồi mình đã cho quá nhiều xì chum hả? À! Ôi, một cây xì chum khổng lồ. Bọn người muốn cắn người đã trồng ngôi sao chưa? Rồi đây, người hãy cắn cái này đi. Bỏ râu của ngươi ra khỏi người ta. Ôi trời ơi, cứu tà dơi, cứu tà dơi. Đó là tiếng của tí vua, đó là tiếng tí vua. Tí vua, cứu tà dơi, nhanh lên, cứu tà dơi, nhanh lên. Ôi, hãy mau thả tí vua ra, kỳ quà cúc điện giải kìa. Cứu dân! Tí đồ, hãy chặt cái gốc của nó. Đúng rồi, đưa tí vua. Sao rồi, ngài ổn không vậy? Thưa tí vua. Không ngờ, phân bón mới ta tạo ra lại nguy hiểm như vậy. Nhưng mà ta không thể thay đổi nó. Vì vậy hãy đem nó tới một nơi xa xôi ở trong rừng và chôn nó đi. Được rồi, thưa tí vua. Đi nào tí lời. Phải xì chum nó tới một nơi xa xôi trong rừng nào đó. Tôi mệt quá, chân tôi cũng đã mỏi và cái xẻng cũng càng lúc càng nặng hơn. Hay là mình nghỉ một lát đi ha. Nè, hãy nhìn coi. Một khe núi. Thì sao hả? Thì nó sẽ gần hơn một nơi xa xôi. Phải ha. Khoan đã, nhưng tí vua dặn chúng ta phải xì chum nó ở dưới đất. Liệu chúng ta có thể chôn sâu hơn chỗ này hay không hả? Có lẽ quăng nó xuống chỗ này sẽ tốt hơn. Hãy ngủ yên nha. Vậy là nó sẽ không thể gây phiền phức được nữa rồi. Phải, chúng ta nên quay trở về làng để chuẩn bị đi ngủ rồi.
Điều này thật kinh khủng, mình cảm thấy có tội và không thể ngủ được. Có lẽ Tí Đô nói đúng, chúng mình phải nên xịt trùm cái đó ở chỗ xa xôi trong rừng như là Tí Đô đã dặn. Có lẽ Tí Đô sẽ biết nên làm gì. Cái gì? Là chuyện gì vậy? Tốt nhất là nên đi về nhà thôi. Cái gì vậy? Ai vậy hả? Ai đã làm phiền giấc ngủ của mình vậy? Cái gì mà ồn ào quá vậy? Mình ghét ồn ào. Không, không phải mình hỏi kèn đâu nha. Ôi xì trùm, các xì trùm có ổn không? Ý vua nói rằng những tiếng ồn trong đêm sẽ phá vỡ sự cân bằng của cậu trong những ngày tiếp theo đó. Là tiếng quyền náo gì vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra với tí nào hay sao? Dạ với con thưa tí vua, nó đập cánh phành phạch rồi sau đó xà xuống. Và con đã thấy một cái bóng thật to và nó kêu một tiếng thật lớn. Holy ho. Nó kêu holy ho. Tí vua ơi, kho dự trữ đã bị phá và tất cả lương thực đã bị xì trâm. Kho dự trữ hả? Ai có thể xì trâm như vậy chứ? Tí vua ơi, hãy tới đây coi cái này nè. Ồ, dấu chân chim. Và nó chắc hẳn phải là một con quái vật khổng lồ. Vậy là một con chim khổng lồ đã ăn hết lương thực, tất cả hạt dẻ và bắp, luôn những cây thổ phụng lên và tất cả mật ong ngon tuyệt nữa. Các sĩ trùm, ta chỉ hy vọng cây cầu không bị nó phá hủy. Nếu vậy chúng ta sẽ không thể qua sông để tìm thêm lương thực. Tất cả mọi người hãy theo ta đi kiểm tra cây cầu. Mình ghét đi kiểm tra cây cầu. Ôi may quá, cây cầu vẫn xì trâm chưa có bị gì. Chúng ta sẽ tìm thêm được thức ăn đúng hôm thôi tí vô. Nhìn kìa, con chim holy ho. Con chim này từ đâu tới vậy? Mình ghét chim holy ho. Ôi xì trâm, nó quay lại nữa kìa. Đang xịt trên cây cầu của chúng ta. Mình ghét rơi xuống. Tất cả xịt trên hãy quay trở về làng. Hãy cẩn thận đó. Ta biết một nơi có thể làm đúng. Mau tới đây hỏi cái tên mỏ đỏ kia. Mình ghét bóng tối. Ôi, xì trâm đáng sợ quá. Chúng ta phải làm gì đây tí vua? Chúng ta cần phải thông minh hơn nó. Mau theo ta. Thật là thông minh thưa tí vua, con không bao giờ thấy lo lắng khi có ngài bên cạnh hết đó. Holy ho, holy ho. Cứu tôi với. Tất cả sĩ trùng hãy tới họp khẩn cấp. Ta gọi mọi người tới để nói rằng chúng ta hiện giờ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải sĩ trùng cách để bảo vệ chúng ta tránh khỏi một con sĩ trùng khổng lồ. Con ghét cái con xì trâm. Xì trâm cái gì quên rồi. Con ghét chim. Chim xì trâm khổng lồ. Con chim đó nhắc ta nhớ cái cây đã tấn công ta trong phòng thí nghiệm. Đã nói là phải xì trâm nó ở nơi xa xôi trong rừng rồi mà. Nhưng mà Tí Đô, tí lùi. Dạ, con đây thưa tí vua. Các con có trùng cái thứ phân độc hại đó ở nơi xa xôi trong rừng như lời ta đã dặn hay không? Dạ, thật ra là nè, tí lùi nói đi. Dạ thưa tí vua, thật sự là tụi con đã xì trùng nó xuống dưới một khe núi thưa tí vua. Dưới một khe núi? Sao các con lại dám cãi lời của ta trong một vấn đề thật sự xì trùng như thế này? Tốt nhất á là hai cậu đừng bao giờ trái lời căn dặn của tí vua hết đó. Bởi vì tất cả xì trùng mau. Chạy mau lên. Chạy đi. Thank you.
đã thấy chuyện gì xảy ra khi không chịu nghe lời căn dặn của tí vua hay chưa? Các cậu đã tự xì châm tất cả sự phiền phức xuống đầu của mình à. Trời, bây giờ thử coi con chim có bay qua cái cửa được không? Đúng là nó không thể nào đi qua cái cửa đó được. Nè, chim Howly How, đây là quà của người đó, người lấy đây. Nè, người không thể làm vậy chứ có quà của ta được. Thật không vui chút nào. Mọi người hãy trốn vào trong rừng nhanh lên. Chạy đây. Nơi này an toàn lắm á. Chạy theo ta, ta biết một nơi này rất là an toàn. Hãy tới đây mau, cái tên mỏ đỏ kia. Con Holy Hole nó đã bỏ đi rồi thưa tí vua. Vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta hãy gọi những sĩ trung khác tới đây mau. 1, 2, 3. Sĩ trung. Các sĩ trung ơi, các sĩ trung ơi. Đó chỉ là chim hạc thôi. Nè các sĩ trung, chú chim này sẽ giúp chúng ta gửi một thông điệp. Rồi, chúc may mắn chim hạc. Nhớ tránh xa con chim sĩ trung khổng lồ nha. Cậu có thấy con chim Howly How không, tí cô nương? Mình ghét con Holy Hole. Mình không thấy. Đó là cái gì? Là con Howly How. Mình có thể cảm nhận thấy điều tim đó. Tim cậu đặt kìa. Mình thật sự không sợ chút nào hết á. Bởi vì không có gì làm cho mình sợ. Vì mình đã... Nó tới rồi. Howly How tới rồi đó. Là con chim hạc mà. Chim hạc hả? Là dòng chữ gì vậy? Các xì trâm hãy mau tới tòa tháp cũ. Dĩ nhiên rồi, mình lúc nào cũng biết nó là con chim hạc thôi à. Chắc đó là thông điệp cho tí vua gửi tới. Chúng ta phải đi tìm những người khác thôi. Xì trâm ơi, chuyện gì vậy? Tí vua ở đâu? Ở đâu vậy? Tới tòa tháp cũ đi, nhanh lên. Mình ghét tòa tháp cũ. Thưa tí vua, bọn họ đang đến kìa. Còn có cái gì đang đến nữa kìa? Con chim Holy Hole. Họ không còn một cơ hội rồi. Hãy tự xì châm lấy mà. Từ thôi, đừng có vội vàng. Anh bạn Holy Hole, dục tóc thì sẽ bất đạt. Tội nghiệp tí cận. Để thoát khỏi con chim Holy Hole. Còn có một ý kiến này thưa tí vua, chúng ta hãy sửa chữa cây cung cũ đó đi. Và chúng ta tốt lắm, tí khéo tay. Đó không phải là một ý kiến tồi. Nó đang tới kìa. Hả? Gì vậy? Ở đâu? Ai? Ở khi nào? Chuẩn bị, sẵn sàng, nhắm, bắn.
không, tí dụng về, cục đá này nhỏ quá à. Tí vua nói rằng đừng bao giờ bắn một mũi tên không thể quay lại. Tí vua còn nói á. Mình sẽ nói cho tí vua nghe chuyện này tí đó. Chúng ta cần phải chỉ trong thêm vài thứ nữa. Ta đã không, nó không xì trùm. Vậy là sao? Không, điều đó cũng sẽ không tốt hơn. Vậy là sao? Có cách rồi. Tí vua đã có cách. Tí lưỡi tí đồ, các con có nhớ chính xác chỗ đã ném phân bón độc hại xuống hay không? Dạ con nhớ, thưa tí vua. Tốt, dẫn ta tới đó ngày, chúng ta sẽ lên đường khi trời tối. Ơi, lên đường cẩn thận nha. Chúng ta cần phải quay về trước khi con chim Holios trong đầy thất chất. Chỗ đó còn xa không? Không xa lắm. Chỗ đó còn xa không? Không xa lắm. Gần tới chỗ đó chưa vậy? Dạ, gần tới rồi. Dạ, cái tay rơi xuống ở khoảng giữa lưng chừng thôi thưa tí vua. Nào, làm việc thôi, trời mau sáng lắm đó. Tí vua, cái chai phân bón nằm ở chỗ kia kìa. Chỗ này chỉ còn vừa đủ. Ngài định sẽ làm gì với cái này vậy thưa tí vua? Ta dự định sẽ đổi ngược đặc tính của thuốc độc này và biến con chim Holio trở về bình thường. Ta hy vọng là sẽ được. Con nghĩ là chúng ta sẽ làm được thưa tí vua. Phải, nhưng trời đã sắp sáng rồi đó. Phải chạy thật nhanh đi. Gần tới nơi rồi, chúng ta sắp làm được rồi. Ôi không, không làm được. Mình nghĩ chúng ta sắp sửa tiêu đời rồi. Hãy nhìn phía ánh sáng đi tí lời. Bạn sẽ có một giấc ngủ vĩnh viễn. Tôi đã quá mệt mỏi về chuyện này. Xin chung, hãy mở cửa sổ mau. Lại đây. Cuối cùng chúng ta đã làm được rồi, thiệt là kỳ diệu. Phải, mình sẽ không ngủ trong một tuần. Tí khéo tài, điều bất ngờ dành cho con Holio đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng thưa tí vua. Vậy tất cả hãy chuẩn bị cây cung, trong lúc đó ta sẽ chuyển đổi thứ độc hại này. Nó tới đó. Sẵn sàng. Bắn. Ta sẽ cho nó ăn phân bón đã chuyển đổi ngược này. Nhớ giữ nó thật chặt nha. Tí đồ, khi nghe ta đã lệnh hãy cho con chim Holio một cái đá thiệt mạnh, có nhớ chưa? Tí tham ăn, cởi cái mỏ nó ra. Sẵn sàng chưa? Xì trâm nó, tí đồ. Ai vậy? Ở đâu? Khi nào? Ta nghe thấy rồi. Có phải ngươi muốn đi đâu đó đúng không? Ta bận rồi. Rồi tí vua đã chuyển đổi ngược thuốc độc và làm cho Holy How trở về kích thước bình thường. Một ý tưởng thật là thiên tài. Đương nhiên rồi. Dạ.
vậy là chúng ta sẽ không bị nhức đầu vì con chim Howly How nữa. Dạ. Ngươi không biết là cục đá rơi xuống sẽ không lượm được hay sao hả Howly How? Cảnh tượng rất xì trùm, các xì trùm đang xì trùm cho mùa thu hoạch. À, tí lùi. Bắt con thưa tí vua. Sao con không giúp mọi người làm việc? À, dạ, con cũng định như vậy thưa tí vua. Nhưng con đau đầu kinh khủng luôn á, còn bị đau lưng nữa. Và bao tử của con cũng rất khó chịu. Được, và sau khi nghỉ ngơi hãy đi lấy nước mau lên. Dạ, thưa tí vua. Ta cần phải uống miếng nước. Tụi con cũng muốn uống nước nhưng tí lười không bao giờ chịu đi lấy hết. Không lấy nước mình dám cá là tí lười lại ngủ nữa. Và khi tìm thấy mình sẽ cho cậu ta một trận mới được. Bởi vì không ai giỡn mặt với tí vua này mà lại có thể hả? Hãy đi vô rừng và lấy củi về mau lên. Dạ thưa tí vua. Ý kiến đó rất là hay thưa tí vua. Không có chỗ cho người lười biếng đâu. Con đã luôn xì trâm như vậy. Tí tham ăn cũng vậy luôn. Rất cần phải tập thể dục. Công việc, lúc nào cũng công việc hết. Đừng có cầu nhạo nữa tí lười. Tí vua đã dặn là chúng ta phải làm việc cùng với nhau như là một đội. Sau tất cả mọi chuyện thì làm việc chăm chỉ cũng đâu có chết ai đâu. Mình nói đúng không? Không. Những gì mình nói chỉ mang tính lý thuyết mà thôi. Mình không muốn làm, mình chỉ muốn nằm ngủ trưa thôi. Còn mình chỉ muốn có một vỏ thật lớn. Dâu xì trâm. Mình thì không muốn ăn. Một đêm tuyệt vời để ngủ. Một giấc ngủ ngắn sau đó sẽ quay trở lại làm việc. Tí lười. Chuyện gì vậy? Bạn là ai vậy? Tôi là Cicero. Bạn đã làm việc quá sức rồi đó. Đúng như vậy. Bạn cần phải được nghỉ ngơi. Tôi có một nơi rất tuyệt cho bạn. Khoan đã, là nơi nào vậy? Đương nhiên là thiên đường. Nơi không cần làm việc, không trói buộc bởi những trách nhiệm và không cần nghe lời ai hết. Chắc chắn là bạn sẽ rất thích. Nhưng mà tôi... Tí lười ơi. Thôi được rồi, tôi sẽ đi, nhưng chỉ đi vài phút thôi. Bạn thiệt là dũng cảm, đi lối này. Ê, cậu ấy kìa, tí lười, cậu đã ở đâu vậy? Tiếp tục làm việc nhanh lên. Đi mau. Ê, cậu có thấy không? Tí lười đã đi vào trong cái thác nước đó rồi kìa. Thác nước hả? Mình có ý này. Bây giờ cậu đi theo cậu ấy vào trong thác nước. Còn mình thì ở đây canh chừng đống củi này nè. Thôi đi, cậu lo đi vào trong đó đi, đừng có nói nhiều. Khoan đã, mình vẫn chưa bàn xong vấn đề này mà. Ê, Wow. Xin chào. Chào mừng tới thiên đường này. Ta là Marcus, ông chủ ở đây. Bất cứ cái gì bạn ước muốn đều có ở đây hết. Ôi tốt quá, cảm ơn ngài Marcus nha. Tuyệt, cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà chúng ta không thể ở đây, chúng ta cần phải đi gom củi về đó. Củi hả? Cứ lấy thoải mái đi. Dạ, còn một chuyện là tí vua đã dặn không được nói chuyện với người lạ đâu. Nhưng cậu đang đứng giữa những người bạn mà. Mình nghĩ là tí vua sẽ nổi giận khi biết chúng ta...
thôi mà, cậu đừng có nói những câu cũ rích ấy nữa. Đúng vậy Tiết Cẩn, thư giãn một chút đi. Các bạn hãy vui vẻ đi, cuộc đời này ngắn lắm đó. Mình đã nằm ngủ trên tất cả giường ở đây và bây giờ không thể ngủ thêm được. Còn mình cũng không thể ăn nổi nữa rồi. Mình chán quá. Mình cũng vậy. Mình cũng vậy. Thiệt là chán. Thưa ngài Baker. Baker. Các bạn cần thêm gì nữa? Thêm chăn gói hay là thêm bánh ngọt vậy? Thêm sự sôi động đi. Chúng tôi chán quá chừng. Tôi cũng vậy. Ta cũng vậy. Chơi trò chơi đi ha. Chơi trò trốn tìm được không ông chủ? Trò đó vui lắm. Chơi trốn tìm hả? Tôi chưa từng nghe tới. Vui lắm đó. Các bạn đi trốn và bọn ta sẽ đi tìm. Bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trò này vui quá à. Họ không thể tìm ra chúng ta đâu. Hy vọng là không. Chạy trốn lòng vòng là mình mệt quá. 8, 9, 10. Sẵn sàng chưa đó? Chúng tôi bắt đầu đi tìm đây. Nếu cần sôi động thì chúng ta sẽ làm cho sôi động. Có nhìn thấy họ không? Không, nhưng ta có cảm giác là họ đang ở chỗ này. Tí rồi. Tôi nghe thấy chỉ có hai giọng nói. Có vẻ như là ta bắt hụt một tên rồi. Tí rồi, cứu bọn mình với. Mới đó mình đã gặp chuyện rồi sao? Kéo bọn mình lên đi tí rồi. Không có giờ ở yên được. Nhưng mà cách nào các cậu rớt xuống đó vậy hả? Ai biết đâu, chỉ tự nhiên nó rớt xuống à. Mình hiểu rồi. Mau lên, hãy tìm chỗ nào trốn tốt hơn đi. Sao hả? Ngạc nhiên chưa? Cái gì? Bọn chúng trốn đâu mất rồi? Đừng lo ông chủ, chúng không thể đi xa được đâu. Phải, đúng vậy. Ta cá là chúng đã đi hướng đây. Họ không thể nào tìm ra chỗ này được đâu. Coi chừng kìa. Nè, sao hai cậu chết kìa? Tụi mình đâu có chơi gì đâu. Cái tượng nó cử động chứ bộ. Phải rồi, và mình cũng cử động tới bộ nó yên tĩnh hơn. Nè, đợi mình với. Để coi các ngươi chạy đi đâu nha. Hả? Chúng lại trốn nữa rồi. Chúng ta thì muốn nổi điên luôn đi nè. Bình tĩnh ông chủ, bình tĩnh. Lần này chắc chắn ngài sẽ tìm ra bọn chúng. Dĩ nhiên là sẽ tìm ra chúng. Bởi vì chúng có trốn ở chỗ nào đi nữa thì ta nhất định sẽ tìm ra bọn chúng. Đã thấy rồi, một lần nữa ta lại thắng. Ôm nhanh lên, hãy đi theo con đường này. Nhìn nó có vẻ nguy hiểm quá à. Trò chơi này đã đi quá xa rồi. Nào Cicero, đã đến lúc chúng ta phải dừng cuộc chơi với lũ xì trung và chuẩn bị bữa tối. Cậu nói đúng đó, nơi này thật là nguy hiểm. Ấy, cũng không tệ lắm đâu, mình thấy có mùi thức ăn mà. Tin nhắn từ Marcus. Tối hôm nay có thực đơn đặc biệt. Vậy là tối nay chúng ta có khách sao? À, là tụi mình á. Đúng vậy, Marcus muốn ăn món súp lơ xì trâm. Món súp lơ xì trâm hả? Ông vậy không ổn rồi đó. Hay, ra khỏi chỗ này đi. Các người muốn đi đâu hả? Không. Tốt. Và bây giờ cuộc chơi đã kết thúc. Đã đến lúc các người phải trả tiền rồi. Trả tiền? Nhưng chúng tôi cứ nghĩ chuyện này là miễn phí chứ. Miễn phí hả? Lũ xịt đụng ngu ngốc. Phải có ai đó nấu thức ăn cho ta, đốn củi cho ta, chăm sóc khu vườn của ta. Có đúng không? Có điều
Bởi vì các ngươi quá nhỏ bé để làm những việc này, cho nên chỉ còn cách là để các ngươi lên đĩa ăn tối của ta thôi. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Ông chủ yên tâm. Các ngươi không bao giờ trốn thoát được đâu, không bao giờ. Khởi quyền năng của ta, hãy nghe lệnh ta. Hãy chặn lũ xì cơm lại trước khi chúng trốn thoát. Tí Lùi ơi, bọn mình tìm cậu khắp nơi luôn á. Tí Du đã dặn phải trở về trước chiều tối rồi mà. Bây giờ chúng ta đã trễ rồi đó. Ôi, rất vui gặp lại các cậu á. Sao cậu nói vậy? Tốt lắm các sĩ trung, chúng ta đã sẵn sàng cho mùa đông theo thời gian sĩ trung. Và chúng ta không thể làm được nếu các sĩ trung không cùng góp sức với nhau. Tí Lùi, con là sĩ trung duy nhất còn tỉnh táo. Sao con không cùng các sĩ trung đi vào thiên đường vậy? Con đã tới thiên đường đó rồi, thưa tí vua. Nó không thú vị bằng ở đây chút nào.